chào cả nhà nhá. Hôm nay chị em mình xin chào những người đẹp bà con. Chào cả người đẹp nhá. Hôm nay chị em mình đi vào Sài Gòn chơi. Đang thưởng thức sầu riêng, quán sầu riêng của bác. Bác tên là gì bác nhỉ? Nguyên Ký là cái tiệm Nguyên Ký. Nguyên Ký. Quán sầu riêng của nhà bác Nguyên Ký. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất chi là ngon luôn. Trời ơi, thơm ghê luôn. Bây giờ bọn mình bắt đầu ăn xem là sức bọn mình ăn được bao nhiêu quả nhá. Xin mời cả nhà cùng ăn cùng nhá. Ê, từ từ từ. Đây 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 đây. Trong này ăn được cái gân tay này rất sạch sẽ này. Và các bạn nha. Xin mời cả nhà nha. Ăn được cái xe đồ ngon này. Sao mà nó ngon, nó ngọt quá, ngon cực kỳ luôn, ngon hơn ở miền Bắc mình. Chuẩn sầu riêng luôn, chuẩn sầu riêng Sài Gòn luôn các bạn. Nó vừa ngon vừa ngọt còn vừa thơm. Béo thì ngon lắm nhá các bạn nhá. Mình xin tự giới thiệu mình là Thu Duẩn nhá. Rất mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Thu Duẩn ngày càng nhiều để Thu Duẩn phát triển. Cái này Thu Duẩn cũng có bận chút về bất động sản, thực ra là cũng lơ là cái kênh hơn một chút. Mình sẽ hứa là sau cái trận ăn sầu riêng này xong là mình sẽ lại về làm tai nạn và hài cho tất cả cả nhà được xem thư giãn, và cũng rất mong cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho Thu Duẩn nhiều nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mời cả nhà ăn sầu riêng cùng ba chị em mình nhé. Nó vừa ngọt vừa ngon vừa thơm, nó ngon hơn sầu riêng miền Bắc mình. Tuy nhiên là miền Bắc mình cũng không dầu nhiều đúng không? Cũng xuất từ đây ra nhưng mà vào tận đây ăn ngon, công nhận là ngon. Ăn nhanh lên, cố lên. Ăn phải hết 4 quả đấy chứ. Tuyên ngay. Bác ơi, bác phải bổ cho bọn cháu một quả lớn không mà cháu ăn không kịp đâu. Bác bổ tiếp đi, bác bổ tiếp đi một quả. Rồi, anh cháu này làm cho ha. Bác cháu xin một cái tay nữa. Ok. Một quả nữa không? Bổ cho một quả nữa nhưng mà thật ngon như này nha bác nha. Không. Ngon lắm luôn các bạn ạ. Mình phải đi hai cái găng tay để ăn cho thật nhanh. Cố lên. Cố đi. Ăn đi. Ăn đi. Bác đi găng tay ạ, cầm này đi hơn. Bạn biết là ăn sầu riêng nó xinh gái hơn không các bạn nhỉ? Rất hy vọng là ăn sầu riêng sẽ được xinh gái hơn. Tới đây rồi, mấy chị em mình ăn mấy quả gì? Ba chị em mình đang ngồi giữa thành phố Sài Gòn nước sầu riêng Sài Gòn, ngọt lắm luôn á, ngọt mà thơm luôn, phải ngon như này nha bác nha. Hai ba chị em chào ăn cho bác bổ không kịp. Các bạn bấm like và chia sẻ kênh cho mình nhé. Cái quả này 2.7. Ngon ạ. Cháu thấy bác thật thà, cháu có tin bác là được nữa. Đúng rồi. Biết là sao là bỏ những quả thật chuyên ngon để chị em cháu được thưởng thức. Bác lại vẫn rất thật thà luôn. Bác ấy thật thà, bác ấy không nói thách. Bác bán hàng rất chi là có tâm. Đảm bảo ăn hết sầu mấy quả sầu riêng này là cứ làm tăng được cái độ sinh gái. Sinh gái thì tăng một cân, tăng rồi đấy, cân thì tăng rồi đấy. Ngon nhỉ? Quá ngon. Quá trời ngon luôn.
mọi người đi đường tấp lập kệ thôi, còn mình cứ ngồi ché thằng kia thôi. Ăn nhiều quá rồi. Ở nhà nhá, Thúy bảo trong Sài Gòn là xứ sở sầu riêng của mình, con mình đã thích lắm rồi ạ. Cảm xúc đã thích mấy hôm trước ở nhà rồi. Hôm nay phải ăn nó đã đời. Video mới.